Có bây giờ mà bạn đến một trong những cái vòng xoay mà lớn nhất đông nam á chưa thì hôm nay mình sẽ chia sẻ thông tin khu vực này cho anh em cùng được biết nhé hôm nay nhân tiện có việc là đi lên xem nhà xem đất cho những khách hàng của mình ở trên khu vực thành phố mới bình dương thì mình có đi qua cái đoạn này đoạn này thì người ta hay gọi và ở trên truyền thông và trên mạng á người ta cũng nói đây là một trong những vòng xoay lớn nhất đông nam á thì cái này anh em cứ nhìn trong cái video mà xem này, cái cái vòng xoay này mà mai mốt mà Bình Dương này mà làm xong cái vòng xoay này kế hoạch đẹp à, thì đây là chắc là sẽ rất nhiều cái hay đấy anh em anh em thấy không cái kia này đó chúng ta bên phía đó anh em thấy đó đó đó, đó là tòa nhà đôi Bình Dương đó biểu tượng đấy ở đây bây giờ bắt đầu cũng mọc lên những cái khách sạn Đấy, đây là những cái thông điệp. Tại vì như nhà mình là mình ở ngay chỗ thuận an bình dương, khu vực thuận an bình dương. nên là, là hầu như là các dự án cũng như là nhà phố ở khu vực này mình cũng nắm khá nhiều thông tin. thì những anh em nào mà cần thông tin về khu vực này thì cứ inbox comment xuống thì mình sẽ chia sẻ. hay là anh em cần những cái thông tin thông điệp gì hơn. anh em thấy không? xa xa, đó. xa xa. anh em thấy là đây. Đó. anh em thấy không đó, các tòa nhà nhà đấy anh em ai mà muốn nhìn đấy cái này phía bên này thôi nhưng nếu anh em đi phía mặt chính của nó thì nó còn đẹp hơn nữa. À. chưa khi nào mà chúng ta thấy được cái uh, luật đất đai mà nó đã bảo vệ cái người tiêu dùng mà đến nhiều như hiện nay, thì hôm nay mình cũng đi xem đất và xem nhà xem cửa thì một vòng mình mới thấy là những khu vực ở Bình Dương như thế này anh em thấy không? Các tòa nhà đẹp không? Đẹp du những khu mà dành cho những người giàu giới thượng lưu ở nước ngoài. Cái chỗ này là nó ngay ở chỗ v 2 và v 2 mở rộng nha anh em. Anh em thì thấy không? Nhà cực kỳ đẹp. Người ta làm tiện ích, làm nhà đẹp như thế này. Nhưng mà chỉ có một cái điều là giá nó cũng khá chát nha mọi người. Cái giá này thì đúng là nó ở gần khu công nghiệp thật. Nhưng mà cái giá thì anh em công nhân và những anh em làm nhân viên, thậm chí là trưởng phòng luôn. Trưởng phòng thì cũng không có khả năng mua được những tài sản này. Mua được thì chắc có lẽ là phải là giám đốc nhà máy. Giám đốc công ty thì may ra mới đủ tiền mua những cái tài sản như thế này Những căn như thế này Nghe nó đâu đó là đúng nó phải 5 đến 7 tỷ Còn những cái căn bên trong á thì nó rẻ hơn Thì đâu đó là khoảng 4 đến 5 tỷ thôi nha anh em Một số thì cũng có sổ đỏ và Một số thì cũng chưa Thì anh em sẽ thấy trong video Khu này nó quy hoạch nó đẹp Long lanh như thế này Mình đến khu này lần đầu tiên cái đây phải đến là 14 năm rồi Cái khu đó là khi khu Vi ship 2 ấy là đang mới có một số công ty về thôi Khởi nó mới tốt nghiệp ra đường được mấy năm đi làm Thì lúc đó đang vắng lắm Sau mười mấy năm quay lại thì mình thấy là cái giá đất nó tăng một cách kinh khủng như thế này Những năm 2008, 2009, 2010 ấy, Thì giá đất nhà cửa đâu đây khu này Thì đâu đó cũng khoảng là 5 triệu, 7 triệu Hay 8 triệu một mét vuông thôi Mà qua 14 năm bây giờ là nếu như mua được một lô đất ở trên này hay mua được đất đai những cái nhà như thế này thì anh em phải nắm sương xương là phải là 50 triệu đến 60 triệu một mét vuông thì anh em thấy cái 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 giá nó tăng một cách chóng mặt như thế nào không? Nên đây cũng là một cái vấn đề mà những anh em lao động những người thu nhập thấp á, mà để mà sở hữu được nhà mà mua được nhà trong thời gian tới trong tương lai thì mình nghĩ đó là một điều cực kỳ khó khăn mà chắc có lẽ là giấc mơ thì nó mãi mãi là một giấc mơ thôi. Và chúng ta thấy được trong khi mà cái luật đất đai thông qua và luật đất đai thông qua là luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở thì có một chi tiết để bảo vệ người tiêu dùng đó là gì? Nếu như các ông chủ dự án á, hay những các loại đất đai mà bất động sản mà hình thành trong tương lai nữa, hầu như là sẽ đi vào hồi kết và hình như là dân mình trong thời gian tới người ta cũng sẽ không mua nữa nên là khi mà trong thời gian tới là những ông nào mà muốn bán nhà bán cửa bán đất bán đai thì buộc lòng là phải có pháp lý với có sổ đỏ bởi vì sao người ta mà được bán thứ nhất là phải thông tin người ta phải minh bạch minh bạch và thông tin về dự án minh bạch thông tin về chủ đầu tư và cái thứ hai là người ta phải hoàn thành nhiệm vụ tài chính liên quan đến dự án đó. Ví dụ như người ta phải hoàn thành pháp lý này, hoàn thành về cơ sở hạ tầng này, người ta phải là đóng uh, chuyển đổi đất từ đất nông nghiệp đến đất ở, đất thổ cư này, không nợ thuế thì người ta mới được bán. Cũng như là cái thứ ba là người ta chỉ được nhận 5% tiền cọc trên cái giá bán thôi. Ví dụ như một cái căn này Khoảng 7 tỷ đi, người ta chỉ nhận 5% rồi là nó 350 triệu đi. Thì nó mới khi đó thì chúng ta mới thấy là cái câu chuyện đảm bảo cái quyền lợi cho cái khách hàng là như thế nào. Còn không thì anh em thấy mấy năm qua 5 năm, 10 năm, 15, 20 năm có những dự án này, 20 năm hơn 20 năm rồi. Người ta cũng không triển khai cũng không ra được sổ đỏ cho người dân. Rồi người dân bây giờ là chúng ta là những khách hàng, chúng ta đi mua bán, chúng ta vào tiền thì tiến độ 90 95% rồi. Bây giờ chỉ còn 5% thôi, 5% thì có mấy ông chủ dự án mà người ta sẵn sàng người ta đóng tiền để người ta ra ra sổ đỏ cho chúng ta đâu. Bởi vì trong khi cái sổ đỏ đó thì sao? Trong khi cái sổ đỏ đó thì người ta đã thế chấp ngân hàng rồi. Một phần một một lần thì người ta thế chấp ngân hàng, lần thứ hai là người ta bán cho chúng ta để vào tiền tiến độ 95% và lần thứ ba một số công ty người ta lại bán trái phiếu đó. anh em nghĩ đi một tài sản mà người ta bán ba lần rồi bây giờ hoàn cảnh kinh tế nó khó khăn như thế này chưa kể một số công ty nó bây giờ là người ta có một dự án mà người ta thế chấp rồi người ta làm dự án thứ hai thứ ba thứ năm thứ sáu thứ bảy thứ tám thứ chín mười là rất nhiều dự án sau phía sau nữa chưa kể là một số công ty một số tập đoàn một số quan chức một số người liên quan đến đất đai làm sai thì bây giờ đã bị bế đi rồi bị bắt đã bị bây giờ đang ngồi trong kia rồi thì các bạn nghĩ đi thì đó là một vấn đề mà cực kỳ khó khăn cho những người dân những người mà chúng ta đã lỡ và chúng ta đã mua những tài sản hình thành trong tương lai rồi còn những cái căn này anh em thấy không mình đi không phải là review cái khu dự án này nhé nhưng mà mình lên xem đất cho cho nhà đầu tư có mấy người nhà đầu tư mà mua đất mua nhà thì để xem qua công tiền pháp lý cũng như là vị trí phong thủy và những một số các thủ tục khác nữa thì nhân tiện là mình đi vào khu này thì mình thực sự là mình đi ở các dự án ở Bình Dương ở đồng, ở, ở Đông Nam Bộ này này hay là một số cái dự án ở khu vực Bắc cái này không không tính là Vin nhé cái dự án của Vin của Bắc Vượng thì nó là vip nó lại khác rồi nó lại nhiều tiền nó ở một cái tầm khác rồi còn những cái dự án khác mình thấy ở đây ở Bình Dương hầu như chưa có một dự án nào mà nó đẹp như thế này. Bình Dương, Bình Phước hay Đồng Nai. Tại vì chúng ta đẹp rồi chúng ta nhìn theo đây là đúng là đất bất động sản nhà cửa à, dành cho những người giàu, những người cùng đẳng cấp với nhau, những anh em ở trong những khu vực này nhưng mà khổ một cái là anh em biết là cái gì không? Cái cái khoảng cách từ đây này mà nó đi về là thành phố Thu Thọ một cũ đi, nó đâu đó khoảng 35 km. Còn nó về mà trung tâm quận nhất thành phố Hồ Minh nó phải 70 km nên là đây thì nó gần một cái đó là gì gần chỗ đi làm thôi chứ còn nếu mà bảo là trường học hay là bệnh viện hay chợ búa ở đây thì cũng cả là một vấn đề bởi vì siêu thị cách siêu thị để các trung tâm ăn chơi nhảy múa mua sắm các dịch vụ tiện ích cho con em đi học hành hay là mua chơi mua sắm vui chơi thì nó cũng chưa có nhiều hay là có thì nó cũng đang còn xa lắm người ta về đây người ta ở thì người ta cũng phải là đó là do anh em thấy không hầu như là các nhà thấy đóng cửa không không đóng cửa và có thể một số căn bán rồi một số căn thì chưa bán một số người thì cho thuê mỗi người lại chưa cho thuê được mà những cái đối tượng khách hàng ở đây là ai đối tượng khách hàng ở đây người ta mua những người phải có tiền rồi mua người ta mua người ta có dùng đâu có ông nào mà có năm bảy tỷ mua lên đây bỏ lên đây mà dùng đâu những người mà có tầm tiền đó người ta mua đây thì người ta cũng có rất nhiều tiền và người ta ở những khu khác anh em thấy không trong này anh em nhìn thấy đẹp không nó vip như thế này nhưng mà vip như thế này mà nếu nó nằm ở thuận an dĩ an hay là thủ một cũ hay là các khu vực như trong thành phố thủ đức thì anh em nghĩ đi cái này nó phải cả triệu đô thì đô thì mà cũng không không còn không còn mua được luôn đấy bởi vì người ta mua hết nhưng bởi vì cái vị trí nó xa quá vị trí nó xa quá mà nó xa các tiện ích cũng như là nếu những ai mua đây thì theo quan điểm của mình nhé góc nhìn của mình bởi vì mình làm các công ty tập đoàn ở, ở đây rồi thì mình thấy là hầu hết là người ta thuê các công ty có thể là thuê cho những chuyên gia những người nước ngoài hay là những cái người mà có cấp quản lý cấp cao thì người ta mới ở đây thôi hoặc là những cái ông nước ngoài thì bắt buộc phải ở đây rồi bởi vì là nhà máy ở đây thì phải buộc ở đây chứ còn người ta cũng không có thể di chuyển hàng ngày về trung tâm quận nhất được cái hồi mà mình mới làm hai nghìn tám hay là chín mười thì hồi đó hầu như cán bộ cao cấp hay là những người mà trưởng phòng hay những kỹ thuật viên cao cấp ở trình độ đại học trở lên hay là người lao động nước ngoài hay là các chuyên gia thì đó khi đó người ta phần lớn là người ta ở các trung tâm các thành phố lớn hay là về thủ đô một hay là thuận an hay là đặc biệt hơn nữa là người ta về thành phố hồ chí minh người ta ở như hầu như bây giờ là người ta phải về ở ngay ở khu này nhưng mà khi ở khu này thì nó kéo theo là gì cái lượng khách hàng cái lượng người mà ở đây thì nó sẽ ít chứ nó không không có nhiều được nên một cái bài toán đặt ra mà đến khi nào người ta mới phủ kín được cái dân cư ở khu vực này nên đây là một lý do mà chưa kể là cái giá cả nó cao như thế anh em mua những cái căn mà 7 tỷ như thế này thì anh em nghĩ bao nhiêu lâu nó được 14 tỷ 5 năm 10 năm hay 20 năm mình hỏi một vài anh em là môi giới một số văn phòng một chủ chủ sàn ở đây thì anh em cũng không trả lời được câu hỏi đó bởi vì cái câu hỏi là anh em mua đất đai nhà cửa mà 50 triệu đồng một mét vuông mà nó gần đây thì nó thực ra nó chỉ gần diện cho anh em đi làm công ty thôi những người làm trong khu vực ship 2 và ship 2 mở rộng như thế này thôi anh em thấy không trong này anh em thấy không các công ty đường xá này. thực ra là ở Việt Nam này mà nếu như mà nói mà để làm một khu công nghiệp mà vip mà đẹp mà hiện đại thì nếu mà vi ship mà ở vị trí thứ hai thì mình nghĩ cũng chẳng ông làm giống xưng vị trí thứ ba chứ đừng nói là vị trí số 1 nữa anh em thấy không? đường xá này quy mô quy hoạch rồi vệ sinh rồi tiện ích rồi bảo vệ rồi tất cả mọi thứ mà khi mà chúng ta nói đến v -V ship hệ thống của vi một thì hầu như mình thấy là cực kỳ tuyệt vời bởi vì mình là một trong những người mình ở trong khu Vĩ ship một Thuận An Bình Dương mình ở đây thì những cái ngày đầu những năm những năm chín mấy đến 2000 nghìn nên là hầu như những cái ngày đó đến nay thì hầu như các con đường của nó các công viên cây xanh nó quy hoạch lòng đường lề đường thì hầu như là là chúng ta thấy không trong, đây trong trong video anh em thấy không người ta chăm sóc này nên là những tiện ích này đúng là tại sao mà nó lại nhiều như thế và trong các công ty trong này, này nó phải đảm bảo điều kiện được thì người ta mới vào đây nó làm được chưa kể là cái giá thuê rồi cũng một số tiêu chuẩn nó còn cao hơn nữa vậy là quay lại cái vấn đề là cái bất động sản mà nó như là hình thành trong tương lai trong thời gian tới thì hầu như người dân của chúng ta hầu như người ta sẽ không dại gì mà đi mua nữa bây giờ mà chúng ta mua bất động sản chúng ta nghĩ đi mình có đi qua khu hòa lợi hay một số khu um, ở ở bến cát hay là khu thành phố mới tỉnh bình dương có những nơi mà mình thấy hầu như có những cái tập đoàn lớn ở khu vực bình dương là tỉnh bình dương rồi luôn hay là cả nước luôn người ta làm người ta bán cho người dân mà bây giờ sổ sách thì chưa có gì cả và không phải là mình khu đó mà có rất nhiều khu cũng chưa có sổ sách gì cả và chúng ta cũng đặt câu hỏi là nếu như chúng ta bỏ tiền nó 5 tỷ 7 tỷ mà chúng ta chả có sổ sách gì cả thì không may gặp sự cố xảy ra không may để tranh chấp hay không may cái công ty này nó vướng vào pháp lý vướng vào lao lý thì. thì, anh em nghĩ thì chúng ta có mất tiền không đôi khi chúng ta cầm sổ đỏ trên tay nhá mà nó vướng vào tranh chấp vướng vào kiện tụng chúng ta còn mất nhà mất đất mất tiền mất thời gian mất còn nhiều thứ khác nữa còn nếu như chúng ta mua mà chỉ là vào tiền nó tiến độ mà sổ chờ mà chờ đến bao giờ thì cũng chẳng có ai có thể trả lời được đó chính là lý do tại sao mà các luật đất đai thông qua luật kinh doanh bất động sản thông qua luật nhà ở thông qua và áp dụng từ đầu năm 2025 á, thì nó sẽ bảo vệ cái quyền lợi của người tiêu dùng bảo vệ cái quyền lợi của khách hàng nhiều hơn còn khi mà anh em chúng ta mà mua đất đai thì mà nó không có cái gì giấy tờ gì đó pháp lý đảm bảo không có sổ đỏ thì anh em nghĩ chúng ta mất tiền không khả năng nguy cơ và phần lớn là chúng ta sẽ mất tiền mặc dù cũng những thông tin là cấp sổ đỏ cho người sử dụng đất không có giấy tờ sử dụng đất nhưng mà đó là những giấy tờ của người dân không có giấy tờ sử dụng đất trước ngày mùng 1 tháng 7 năm 2014 cơ. Còn những ông làm dự án như thế này anh em thấy không? Trong cái video này phần lớn là liên quan dự án này, anh em theo Dự án thì mà làm dự án thì chất lượng dự án này anh em cũng biết rồi ở Việt Nam mình có mấy ông mấy tập đoàn mà đảm bảo được chất lượng đâu phần lớn thì ở được một vài năm bắt đầu công trình xuống cấp cũng như là gì nó xa các tiện ích xa khu dân cư như thế thì có bao nhiêu anh em về đây ở mà khi mà cái giá cả mà nó cao như thế giá cả cao ví dụ như bây giờ là có những khu đất trong này anh em thấy trong video này 100 trăm mét vuông mà hai tỷ 3 tỷ 4 tỷ thì anh em nghĩ là ai là người mua được những cái tài sản này anh em công nhân mà muốn mua thì cũng mua được không anh em công nhân muốn mua thì làm bao giờ mới đủ được khoảng 1 tỷ đồng mà để mua chứ đừng nói là những lô đất này mà nó 2 tỷ 3 tỷ 4 tỷ 5 tỷ thì làm sao mà mua được nên mình ví dụ như những cái dự án này những cái tài sản này bây giờ nó giá khoảng 500 800 một tỷ thì mình đảm bảo luôn là anh em công nhân và người lao động người ta sẽ mua hết người ta mua người ta làm nhà hết bởi vì người ta làm đây mà người ta làm đây cái, cái khu này nó có cái đây 10 năm 15 năm rồi thì người ta sẵn sàng làm ở đây thôi nhưng mà giá bây giờ nó 2 tỷ 3 tỷ 4 tỷ thì làm sao mà mà có thể mua được mà cũng đúng thôi cái ông mà mua 2 tỷ thì bây giờ ít nhất thì phải là 2 tỷ 2, 2 tỷ rưỡi người ta mới bán, người ta gồng lại người ta chờ mấy năm rồi. Thì ông mua 2 tỷ rưỡi thì cũng phải 2 tỷ 7, 2 tỷ 8, 3 tỷ người ta mới bán đi. Với cái cái chuyện cái câu chuyện là cái người trước này mua rồi này cao rồi bán cho người sau cao hơn rồi người sau lại cao hơn nữa. Thì anh em chúng ta nghĩ đi, cái giá bất động sản khi nào nó mới giảm được? Nên cái câu hỏi đặt ra này ở ừ, tại sao tôi cắt lỗ cái tầm giá tôi bán không được? hay là gì cái giá bất động sản nó ảo ảo bây giờ bây giờ nó lên đỉnh nó cao như thế rồi bây giờ người ta có muốn cắt lỗ muốn giảm giá đi thì làm sao chỉ những người nào mà đòn bẩy ngân hàng mà vay mượn nhiều quá thì người ta không có cách nào nữa thì buộc lòng thì người ta phải cắt lỗ người ta phải giảm giá người ta phải chịu đau thương người ta bán đi thôi còn những ông nào có tiền mặt tiền sẵn á mà không vay ngân hàng hay là vay ít người ta có dòng tiền có nguồn tiền mà trả được thì người ta cũng không cắt lỗ không giảm giá đi đâu mà anh em thấy không những khu công nghiệp là mười mấy hai mươi năm như thế này ở bình dương ở những vị trí vip như thế này mà dân cư nó còn thưa thớt như thế này thì anh em nghĩ là những cái khu phân lô bán này là những vụ xa xôi á những nơi mà không có dịch vụ tiện đấy không có công nghiệp không có công an việc làm không có tạo ra tiền thì anh em nghĩ đi thời gian tới anh em có bán được không hay là ai là sẽ người mua cái loại bất động sản đó đây này đây là những cái khu mà nó viết đường xa anh em thấy không ba làn đường như thế này là vỉa hè cây xanh lớn như thế này này đường nhựa này khu dân cư tiện ích xung quanh này đầy đủ như thế này mà người ta còn chưa bán được thì anh em nghĩ là những cái khu mà xa xôi hẻo lánh những khu mà không có người lưu tới những khu mà không mấy ai biết tới thì khu khu mà chưa có gì thì anh em nghĩ thì thời gian tới anh em có bán được không đây này anh em thấy không trong cái video này đất đai vị trí tiện ích mọi thứ rất đẹp khi mà nhắc đến vị ship hai và vị ship hai mở rộng ở bình dương thì có ai không biết đâu đó là mười mấy năm rồi anh em thấy không cái giá cả mà lên cao Và bây giờ người ta cũng không bán được đầy đủ tiện ích đầy đủ pháp lý một số nơi này mà người ta còn không bán được còn những cái nơi khác thì anh em nghĩ đi thời gian tới anh em có bán được không